Chiều tối nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có buổi tiếp ngài Ibnu Hadi, đại sứ Indonesia tại Việt Nam, đến thăm thành phố trước khi đại sứ kết thúc nhiệm kỳ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ chào mừng ngài đại sứ Ibnu Hadi đã đến thăm thành phố, đánh giá cao mối quan hệ đối tác Việt Nam-Indonesia thời gian qua, đồng thời kỳ vọng ngài đề xứng dù trên cương vị nào cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương đối tác, nhà đầu tư Indonesia trên tất cả các lĩnh vực. Với tốc độ tăng trưởng nhanh và sự phát triển năng động, thành phố Đà Nẵng đã và đang tiếp tục thu hút đầu tư trên các lĩnh vực, đồng thời được tin tưởng lựa chọn để tổ chức nhiều sự kiện quốc tế quan trọng và điểm đến của khách quốc tế. Ngài Ibnu Hadi, đại sứ Indonesia tại Việt Nam rất ấn tượng trước sự phát triển của thành phố Đà Nẵng thời gian qua, đặc biệt là sự chuyên nghiệp trong tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế và khu vực. Cam kết rằng dù trên cương vị nào, ông cũng sẽ luôn nỗ lực hết sức để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam, Indonesia nói chung và giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương đối tác của Indonesia nói riêng. Kỳ vọng thành phố sẽ phương bình mạnh mẽ hơn nữa là điểm đến, đến hàng đầu của các nhà đầu tư trong khu vực và trên thế giới.